Và chú là trong những cái học sinh mà gọi là đội sổ, học khá là dốt. Chắc chú là một trường hợp nó đặc biệt. Vì hồi còn nhỏ thì chú thực ra là chú không thích đi học. Chú thích đi chơi thôi. Đi học thì len len ngồi ở bàn cuối và chỉ mong giờ ra chơi để ném nhau rồi chơi khăng tất cả các cái trò đấy. Rồi hết giờ là đi xa sông tắm mở hết cả mắt. Và chú là trong những cái học sinh mà gọi là đội sổ, học khá là dốt. Thế cho đến một cái hôm mà có một cái sự kiện mà cái cô giáo đó, nhưng chú xin phép là không nhắc đến tên cô giáo, bởi vì trong bây giờ chú vẫn trân trọng, bởi vì chính vì cái việc của cô đã làm cho chú thay đổi. Đó là vào một cái buổi mà năm lớp 5, cô giáo yêu cầu là mô tả về một cái con thỏ. Thì chú không viết mô tả con thỏ mà chú viết thơ. Đến lúc mà đưa lên trình bày với cô giáo thì chú đọc bài thơ. Thì cô cầm cái quyển sách của chú, cô ném xuống sàn. Cô nói rằng cậu đi chép thơ của người khác làm của mình, không điểm về chỗ. Chú rất là buồn. Buồn về bản chất là chú không chép của người khác mà chú nghĩ ra thôi. Và tối hôm đó thì chú về, thì chú mới kể cho mẹ chú và chị chú nghe. Mẹ chú hỏi là vậy thì con có chép của người khác thật không? Chú nói là không, con không chép mà con tự viết. Thì mẹ bảo là vậy nếu con không chép mà con viết, mà cô giáo nói rằng con chép của người khác thì nghĩa là thơ của con hay. Vậy con hãy viết đi. Và mẹ tôi và chị gái tôi như truyền cho tôi cái cảm hứng. Đêm đó tôi viết thơ. Viết về người hàng xóm sửa xe đạp, viết về người bác sĩ Thái, một người họa sĩ, và con phố nhà tôi hàng chục bài thơ. Và sáng hôm sau thì mẹ tôi đọc. Và mẹ tôi rất là thích. Mẹ tôi nói con hãy làm, tiếp tục viết. Và từ năm 1985 tôi viết miệt mài cả thơ cả chuyện ngắn. Cứ có đồng tiền nào tôi ra tôi mua tem, tôi gửi về báo Thiếu Niên này, báo Nhi Đồng này, báo Khoa Học Trò và rất nhiều các báo. Nhưng trong 10 năm tôi không được đăng một bài nào. Cho đến năm 1995, tức là hơn 10 năm, thì tôi có một câu chuyện. Đó là người bán củi giờ hơi được đăng trên báo Tuyên Quang mà. Và trời ơi, tôi được 45.000. Tôi mời tất cả hàng xóm, những người thanh niên sang ăn và uống sạch cái số tiền đó. Và tôi rất vui, bởi vì tôi nghĩ rằng mình có thể viết được văn rồi. Và tôi quyết định sẽ chọn trường Viết Văn Nguyễn Du để đi thi. Nhưng mà khi tôi quyết định đi thi về trường Viết Văn Nguyễn Du thì cái năm đấy, cái khoa đó lại không mở. Thế là tôi thi sang trường Sân Khấu Điện Ảnh. Và đấy là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng cái con đường mình không định được tự dẫn dắt đến cái nghề làm phim. Và đến bây giờ chú đã theo đuổi và yêu thích cái công việc làm phim. Có một câu chuyện chú muốn chia sẻ là cái hồi còn nhỏ, khi mà cứ mỗi lần trốn học ấy, là phải hàng chục, 15 bạn cứ đeo hai cái cành tre để bọn chú giả vờ làm cái đôi cánh để bay. Và lúc đấy bọn chú mơ ước có những cái đôi cánh bọn chú bay lên như những con chuồn chuồn mà chơi với nhau. Và cái hôm cái phim Cha Cõng Con mà chú đoạt giải ở Iran, lúc đó chú bước lên chỉ khoảng mười mấy giây lên trên sàn đó, thì chú tưởng tượng được cái hình ảnh đó. Khi mà chú nhìn xuống cái khán phòng khoảng 1.000 người, màu da khác nhau, lứa tuổi khác nhau, thì chú nói rằng tôi mơ ước chúng ta mỗi người có một đôi cánh và ranh giới giữa con người sẽ không tồn tại với nhau. Và điện ảnh chắp cánh cho những ước mơ. Và đó chính là lý do mà tôi làm phim. Và đấy là câu nói mà đến bây giờ chú cảm thấy nó hạnh phúc nhất. Và bây giờ chú ngồi đây, chú muốn chia sẻ với các cháu những cái ước mơ làm phim của mình. Và mong rằng các cháu sẽ từ những nhà làm phim tí hon trở thành những nhà làm phim lớn, không chỉ của Việt Nam và của thế giới. Chúng ta mang những câu chuyện tốt đẹp, đất nước chúng ta như những bài thơ chúng ta mang đến cho tất cả mọi người. Đó là cái kỳ vọng và cái mong muốn để chú chia sẻ những cái câu chuyện như thế này.